trong tài liệu của mình thầy đã gửi cho các bạn về cái tài liệu ha, cấu trúc về phần cứng của chúng ta, giới thiệu phần cứng, phần mềm, phân loại. À, cái phần này thì lý thuyết khá là nhiều cho nên chúng ta sẽ đi sau. Bây giờ chúng ta trải nghiệm trước, chúng ta lắp ráp, chúng ta nhìn trước trong máy tính có cái gì, rồi chúng ta sẽ quay lại học lý thuyết sau nhé. Như vậy thì chúng ta để mà tìm hiểu được cái máy tính á, thì đối với lại một cái thiết bị phần cứng mà các bạn tiếp xúc ngay thì nó sẽ khó. Tại vì lớp của chúng ta khá là đông, mà các bạn tiếp xúc ngay thì nó sẽ không có rõ ràng, và chúng ta sẽ nắm được cái phần lý thuyết thông qua cái phần mềm trước. Và đối với cái phần mềm này, sau khi mà các bạn đã cài đặt và chạy thì chúng ta sẽ có cái phần giới thiệu vào cái ứng dụng của chúng ta. Và ứng dụng này của chúng ta là ứng dụng máy ảo desktop ha, desktop chứ không phải là laptop. Cái mà máy tính các bạn đang xài trên bàn là laptop, còn chúng ta đang lắp ráp là cái desktop. Và chúng ta sẽ chọn net để coi thử là trên các cái thành phần này nó có gì và sử dụng nó như thế nào. Khi mà chúng ta chọn net thì nó sẽ giới thiệu cái phần mềm của mình, nó có ba cái menu chính: học, kiểm tra và mở rộng trên cái menu ở phía bên trái. Và trong cái menu này thì nó sẽ có những cái thông tin mà chúng ta sẽ tìm hiểu từ mainboard. Và ở phía dưới này là nó giới thiệu linh kiện, từng cái linh kiện một, ví dụ như là CPU hoặc là cái keo tản nhiệt, quạt, các con ốc, mainboard, cạc mạng. Ở đây chúng ta sẽ trượt qua trượt lại để chúng ta thấy được các linh kiện của máy tính. Đối với lại một cái thiết bị thì nó cho chúng ta là xoay, xoay ngược chiều, xoay cùng chiều. Và khi mà chúng ta đã xoay đúng cái chiều để ráp thì chúng ta nhấn cái phím mũi tên xuống, tức là ráp thiết bị vào. Có thể chúng ta sẽ ráp xuống, chúng ta có thể là ráp ra hướng của chúng ta, nhưng mà nó vẫn cho cái mũi tên là đi xuống để chúng ta ráp thiết bị vào. Chúng ta sẽ chọn từng cái thiết bị, chọn thiết bị ở đây, và nó sẽ cho chúng ta xoay, xoay thiết bị cho đúng hướng, rồi sau đó thì chúng ta cũng ráp thiết bị vào. Và nó lại liệt kê các cái thành phần ở trong máy tính của chúng ta, ví dụ như là nguồn, mainboard, rồi các cái cạc, cạc bên ngoài thiết bị vân vân. Thì giả sử chúng ta chọn bộ nguồn, chọn bộ nguồn xong thì đây chúng ta đã thấy được là chúng ta chọn bộ nguồn. Và cái bộ nguồn ở đây nếu mà chúng ta ráp vào là nó có dấu chéo đỏ nè, không ráp được ha. Chúng ta sẽ xoay làm sao mà nó phù hợp với lại cái góc đó. Ví dụ như ở đây chúng ta cũng không ráp được, xoay lại tí, ráp xuống. Đấy, như vậy là chúng ta đã ráp xong bộ nguồn. Và chúng ta sẽ ráp các cái con ốc vào. Đây, con ốc này của bộ nguồn nè, chúng ta ráp con ốc vào nhé. Rồi kéo con ốc thả vào đây, rồi ráp bốn con ốc của bộ nguồn vào. Như vậy chúng ta đã ráp được bộ nguồn, được chưa nào? Đó, ráp được bộ nguồn, hiển thị cái thông tin của chúng ta. Như vậy ở trong này thì đối với lại cái phần install bộ nguồn này vào thì nó nói mình làm gì, đưa cái bộ nguồn vào trong key và giữ để đưa cái nguồn vào và lắp các con ốc vào. Tương tự như vậy mình sẽ thiết lập mainboard. Khi mà bạn chọn mainboard đó thì chúng ta, cái phần mà chúng ta sẽ lắp ráp ở đây đối với mainboard thì các bạn sẽ tiếp xúc, ví dụ như là trong cái mainboard này chúng ta sẽ chọn CPU để chúng ta ráp vào đây ha. Các bạn kéo CPU, các bạn thả vào. Thì ở chỗ này các bạn đang chú ý rằng là trên cái key thì cái này người ta gọi là socket. Nguyên cái mảng bự ở dưới này nè thì gọi là mainboard. Đó là cái bảng chính. Và nó có cái socket. Như vậy thì ở trên cái CPU của chúng ta nó sẽ có hai cái điểm. Hai cái điểm này là hai cái điểm mà nó có cái khoảng trống. Và khi mà chúng ta ráp xuống CPU á thì nó đúng ra hai cái G đó để cho cái
cái này nó không có bị sai sai cái đầu. Thì chúng ta sẽ thử sai đây. Đó, nếu mà sai ở đây chúng ta install không được ha. Như vậy các bạn sẽ chú ý hai cái g chỗ này nè. Thấy chưa? Đó, và mình sai tiếp. Đây. Ở đây có hai cái khoảng trống. Ở phía dưới này có hai cái g. Chúng ta install xuống. Được không? Đâu rồi? Đây mới đúng nhá. Phải không? Sao nó không xuống? À, vậy hồi nãy mình xây đúng rồi sao nó không xuống? Hồi nãy mình xây đúng sao nó không xuống nhỉ? Rồi như vậy là mình đã xong. Bây giờ mình đóng nắp được chưa? Làm gì nữa? Còn gì nữa nào? Bây giờ mình chưa có đóng nắp được. Mình phải làm gì? Chưa bôi keo đã. Tra keo đã ha. Hả? Đóng nắp rồi mới cho tra. Ok. Đóng càng lại. Tra keo. Rồi, và khi mà các bạn tra keo á thì các bạn đừng có cố gắng tra cho đủ nha. Tra ở giữa thôi. Khi mà các bạn tra ở giữa, các bạn nhấn quạt xuống thì nó sẽ tự động nó đẩy ra xung quanh và nó đều. Còn nếu mà các bạn để bốn góc đi thì khi mà các bạn gắn quạt vô, có thể ở giữa nó sẽ không có keo. Nếu như máy của các bạn khi mà các bạn xài cũ rồi đó thì cái lớp keo này nó sẽ bị khô. Và nó khô thì nó khô đều. Và nhiệt độ trên cái mặt CPU là nó đều. Còn nếu mà các bạn tra tản nhiệt, tra keo tản nhiệt mà các bạn tra không đều á, thì cái chỗ mà có keo thì nó tản nhiệt tốt. Mà cái chỗ không có keo á thì nó tản nhiệt không tốt. Nó làm chênh lệch cái nhiệt độ trên cái bề mặt của CPU. Thì điều đó không tốt. Cho nên các bạn tra là tra ngay giữa. Khi mà mình gắn quạt xuống là nó sẽ đều nhé. Rồi gắn quạt xuống nè. Như vậy đối với quạt ở đây, chúng ta sẽ có cái thứ nhất là chúng ta nhấn cái khóa xuống. Thứ hai là chúng ta sẽ gắn cái điện này vào. Như vậy tương tự các bạn cũng xoay làm sao cho nó phù hợp và các bạn sẽ gắn cái điện xuống. Được chưa nào? Đối với lại cái CPU này thì gắn nó không đơn giản như thế đâu các bạn. Khi mà các bạn tiếp xúc với máy thật á thì các bạn phải biết xoay cái này hướng nào để mở ra, xoay hướng nào để gắn vào. Thì cái chỗ này nó phức tạp tí xíu nha. Rồi chúng ta sẽ gắn RAM vào. RAM của mình ở đây các bạn sẽ đưa vào và nó sẽ cho các bạn. Và đối với lại RAM thì chúng ta có rất nhiều loại RAM. SDRAM, DDRAM, DRAM 3, DRAM 4, DRAM 5. Rất là nhiều loại. Và mỗi loại RAM thì nó sẽ có cái khe này các bạn. Mỗi loại RAM đều có cái khe ở vị trí khác nhau. Bạn sẽ lấy so sánh tất cả các loại RAM thì không có loại nào giống loại nào cả. SDRAM thì nó có 2 khe. DDRAM thì có 1 khe. Nhưng mà DRAM 3, DRAM 4, DRAM 5 thì cái vị trí của nó khác nhau. Và nó cũng không nằm giữa. Đây, cái G này và cái khe này nó lệch, nó không nằm giữa. Tại vì người ta cố tình để các bạn không thể lắp nhầm. Không thể lắp nhầm. Bây giờ mình phải xoay qua để cho nó đúng. Đây, cái khe đây, cái G đây. Và đối với loại RAM khác thì chúng ta không thể ráp xuống được nhé. Và chúng ta đã ráp được một thanh. Và chúng ta gắn cái đầu này vào. Gắn cái đầu vào. Đó, gắn cái đầu vào. Một thanh. Tương tự thanh thứ hai. Chúng ta cũng xoay. Xoay làm sao để cho nó phù hợp với lại cái RAM của mình. Và gắn xuống. Tương tự, mình sẽ gắn cái đầu vào. Rồi như vậy mình đã xong hai cái thanh RAM. Đối với lại chỗ này thì chúng ta có được gì nữa nào? Mainboard, card. Chỗ này chúng ta chưa có
chúng ta có thể gắn cái cạc này vào nè, xem thử là chúng ta gắn được không. Cạc chưa có, khi mà chúng ta bỏ vào thùng thì chúng ta mới gắn cạc nha. Rồi những cái thiết bị này thì chúng ta sẽ lấy cái thùng máy để chúng ta gắn vào. Install mainboard. Rồi mình đã có được cái mainboard, mình gắn được CPU, gắn được RAM và mình install cái này. Và các bạn nhớ cái phần này là phần phía sau. Phần phía sau thì mình gắn ra phía sau máy. Rồi mình install vào. Và khi các bạn gắn trên máy thực tế đó, máy thực tế thì nó sẽ có một vài cái con ốc ở chỗ này nè. Đối với lại cái main này thì nó có cái size, tức là kích thước main. Các bạn đi mua main á thì nó có kích thước là lớn hay là vuông hay là mini. Như vậy thì tùy thuộc vào cái size, các bạn sẽ có một cái key tương ứng. Nếu như mà cái main bạn coi thử size của nó là gì thì bạn đi mua cái key. Nếu mà main các bạn lớn mà các bạn đi mua cái key mini thì các bạn ráp không được. Và khi mà các bạn mua cái main xong rồi thì ở chỗ này nó có mấy cái lỗ nè, mấy cái lỗ này đây, ở đây là 3, ở đây 3 nữa, và phía trên này nữa các bạn, ở đây này 3. Thì khi mà các bạn ráp main xuống á, đối với chỗ này là 9 10 11, như vậy đối với cái main này có tổng cộng là hình như là 11 con ốc gắn xuống main. Thì trong cái main bạn mua, bạn sẽ có những cái con ốc ở dưới này để bạn gắn vô cái thùng máy, cái key. Và chúng ta install cái main xuống. Và mình sẽ lấy cái ốc để gắn main. Đây, ốc để gắn main. Thả con ốc xuống. Mình gắn được cái main xong. Install được cái main. Mình có thể gắn thêm cái cạc. Đây, cạc của mình, một số cái cạc. Như vậy chỗ này mình sẽ gắn thêm vô cái cạc mở rộng, ví dụ như ở đây. Đó, gắn cạc mở rộng. Rồi cạc ở đây chúng ta sẽ có cạc wifi, gắn vô cạc mở rộng. Chúng ta có cạc đồ họa, chúng ta gắn vô cạc mở rộng. Như vậy chúng ta đã gắn được 3 cái cạc mở rộng. Thứ nhất, cạc mạng. Khi mà các bạn gắn xong thì các bạn gắn ốc vào. Gắn xong các bạn gắn ốc vào. Gắn ốc vào. Như vậy chúng ta cố định lại. Tiếp tục, chúng ta sẽ chọn những cái thiết bị ở bên ngoài. Trong đó có ổ cứng, ổ CD, ổ mềm. Ổ cứng chúng ta kéo vào. Và nó nói là mình xoay. Thì các bạn xoay cái hướng lưng ở lên trên. Bạn sẽ gắn ốc vào, kéo thả. Rồi, bạn gắn ổ CD vào. CD. Như vậy ở chỗ này CD thì mình chưa có gắn, nó không cho nè. Và nó bảo là mình đã đưa cái ổ cứng ở bên ngoài vào, ở bên trong, vào phía bên trong nè. Mình sẽ đưa cái ổ cứng ở bên ngoài nè. Này là ổ CD. Ổ CD thì mình gắn từ phía trước, chứ mình không có gắn từ phía sau. Rồi, ổ CD mình gắn từ phía trước. Gắn cái ốc của ổ CD vào. Ổ mềm mình gắn từ phía trước luôn. Gắn vào ốc ổ mềm. Và sau khi mà chúng ta gắn xong thì chúng ta gắn cáp. Cáp trong đó hiện nay là chúng ta đang có một số cáp. Thứ nhất, ở chỗ này là cáp ổ cứng. Cáp ổ cứng lên đây. Thì các bạn thấy ổ cứng chỗ này nó có một cái khoảng trống nè. Chỗ này nó có một cái G nè. Thì chúng ta sẽ xoay cho nó phù hợp. Và chúng ta install vào. Tương tự, chúng ta gắn cái này vào ổ cứng của mình. Được chưa nè? Đây, gắn vào đây. Cái này thì nó là cáp gắn CD và cáp gắn ổ cứng thì cũng giống nhau. Rồi, một cái là keyboard, cái cáp để mình gắn vô ổ CD. Và cái ổ cứng của chúng ta thì chúng ta đang dùng ổ SATA. Ổ SATA cho nên cổng ở đây là cổng SATA của mình. Rồi mình xoay lại cái chữ L này cho đúng hướng. Tương tự, mình cắm cái này vào đây. Xoay lại. Install vào.
Rồi đối với lại cáp của ổ mềm, cáp của ổ mềm thì mình chú ý cái chân, chân ở đây khuyết nè đó, mình chú ý cái chân ha, pin 1. Rồi cắm xuống tương tự như vậy, cắm vô ổ mềm. Đây cái chân bên này thiếu nè các bạn, đây nè, cái chân bên này là không có lỗ nè, đây thiếu cái chân nè. Như vậy mình xoay cho nó phù hợp với cái hướng. Ok, gắn vào. Rồi gắn gì nữa nào? Mình sẽ gắn luôn một lít chuột vô đây. Rồi nó sẽ xoay cái hướng để mà gắn cái nguồn dây nguồn vào. Rồi. Rồi gắn nguồn này để cấp cho CPU. Cái dây nguồn này để cấp cho CPU ha. Và các bạn ở cái nguồn này các bạn thấy rất rõ nè, nó có dạng hình vuông nhé. Cái góc này là hình vuông, còn cái góc này là nó vạt cái góc nè. Thì mình xây cái vạt góc cho nó đúng hướng, cài vào. Cái này chúng ta sẽ gắn cho ổ CD. Cái này chúng ta sẽ gắn cho ổ mềm. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xoay cho nó phù hợp, chúng ta gắn vào. Cái này chúng ta gắn cho ổ cứng. Rồi như vậy nguồn của chúng ta đã xong. Còn gì nữa nào? Bàn phím chuột. Chúng ta sẽ gắn cái nắp cây lại. Còn thiếu gì nữa? Còn thiếu gì nữa nào? Cái này rồi, ok. Keyboard. Còn gì nữa các bạn? Ổ cứng, quạt, pin là ổ nguồn của chúng ta đó. À, cáp của ổ mềm mình chưa gắn nha. Cáp ổ mềm. Rồi, còn gì nữa ta? Monitor, cái này là gắn rồi mà, đâu còn gì nữa đâu. Ủa hồi nãy mình gắn rồi mà. Hả? Ok, đóng nắp. Đóng nắp lại. Bắt ốc. Rồi nối cáp vô màn hình. Nối keyboard. Keyboard của mình là cái cổng BX2. Thì khi mà các bạn ráp thực tế, các bạn sẽ thấy là có một cái khoảng trống ở đây. Rồi mình lắp chuột vào. Cũng BX2 luôn nhé. Install xong. Dây mạng. Dây mạng. USB.
Còn gì nữa? Kẹt wifi. Nhi nguồn. Rồi, như vậy một cái máy tính hoàn thiện chúng ta đã cài đặt xong, được chưa nào? Đó là một cái máy tính chúng ta đã hoàn thiện, chúng ta đã lắp ráp xong. Và bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái phần kiểm tra. Thì khi mà các bạn kiểm tra thì các bạn sẽ quay qua cái bài kiểm tra nhé. Đó, thì các bạn đã hoàn thành cái phần cái bài lắp ráp của mình, và ở dưới các bạn sẽ mở máy ra lắp ráp giúp cho thầy.